phim được dịch cảnh giác và lồng tiếng tại Yixin TV. Nổ súng. Bên này. Nổ súng. Đáng ghét. Bắn. Bảo vệ cái dương. Lên. Tấn công. Đánh. Em trai. Đứng lại. Bảo vệ báu vật. Dạ đại ca. Quân ăn cướp. Để tôi coi anh chạy đường nào. Thank you.
Hạ Chí Cường, tôi tìm anh khổ sở lắm đấy. Xem ra anh sống cũng tốt lắm. Tôi thật sự nên chúc mừng anh nhỉ. Vị tiên sinh này, hình như chúng ta không có quen biết nhau. Trung Quốc có một câu châm ngôn, đó là người quyền quý thì thường hay quên. Nếu như anh không nhớ ra, vậy thì tôi sẽ nhắc anh một câu. 31 năm trước, anh dẫn theo thuộc hạ của mình cướp đoạt sát hại đội vận chuyển của tôi. Đến giờ nhớ lại vẫn khiến người ta không rét mà run, thảm khốc vô cùng. Là anh vẫn còn sống, khiến anh thất vọng rồi. Tiếc cho anh, ông trời phù hộ tôi, cho tôi có được cơ hội thứ hai để được đứng trước mặt tên trộm cướp nhà anh. Hôm nay anh tới là để báo thù sao? Tôi không chỉ đến đây để báo thù, mà còn phải lấy lại báu vật thuộc về đế quốc Nhật Bản. Hàm hồ! Đó là quốc bảo của người Trung Quốc chúng tôi. Đó là thứ các anh lấy từ trong cung, từ trong Dê Hòa Viên ra. Là những thứ đã bị trộm đi, bị cướp mất. Các anh mới đúng là quân ăn cướp. Qua khấu, có biết chưa, bọn giặc luôn. Đúng là lời văn hùng hồn, khí phách anh hùng. Sự oai hùng năm đó của anh vẫn không giảm. Chỉ tiếc là hôm nay anh chỉ là con cá trong chậu mà thôi. Chỉ dựa vào tên xấu xa như anh sao? Đừng quên, 30 năm trước anh chính là một tên bại tướng dưới tay tôi. Chỉ tiếc sau năm đó tôi không bổ thêm một đao. Anh có gan đến đây thì hôm nay tôi sẽ bù cho anh một đao này. Người đâu? Hay lắm. Anh chỉ là muốn chiếc dương kia thôi đúng chứ? Tôi cho anh. Tôi đây, Hạ Chí Cường, tự mình làm tự mình chịu, không liên quan gì đến người thân và đồ đệ của tôi. Minh Tuấn đâu? Đi lấy 6 cái dương ở dưới hầm, đem ra đưa cho người ta đi. Cha, im miệng, nhanh lên. Không đi thì ngày hôm nay Hà gia chúng ta sẽ tuyệt hậu mất. Em ba, em đi đi. Tránh ra hết đi. Chờ đã. 31 năm rồi. Nếu anh đã nhận ra tôi thì hẳn là cũng nhận ra nó. Tôi đã đồng ý điều kiện của anh rồi. Mấy cái dương này anh có thể mang đi, nhưng anh phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Đợi sau khi mang chiếc dương đi thì anh hãng kiểm tra đồ vật bên trong. Nếu hôm nay tôi nhất định muốn mở nó ở đây thì sao? Mở.
quân ăn cướp, cầm binh khí lên. Đánh. Tha mạng cho tôi. Đánh. Mau chạy đi. Cô để tôi ra ngoài đi, không được đâu tiểu thư. Cô không nghe thấy sao? Bên ngoài đang đánh nhau đó. Đao kiếm không có mắt. Cô không muốn sống nữa sao? Cha ơi, con trai, đi mau, cha đi trước đi, cha, lão gia, đi mau, lão gia, đưa lão gia đi mau, con trai ơi, thiếu gia, đi mau. Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo, nhanh lên, đi mau, cha, còn cha thì sao, mau lên, lên. Hà Chí Cường là ông bất nhân bất nghĩa trước, nên đừng có mà trách Tam Hiệp này. Thủ trưởng, tiểu đội Yoshida đã đến theo lệnh. Chuẩn bị hành động. Diệt sạch cho tôi. Bắn. Mau chạy thôi. Cha, mặc dù cha chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cha vẫn là cha của con. Hôm nay con trai đã báo thù cho cha rồi đây. Còn con thì sao? Con thì sao? Ngọc Ánh, Ngọc Ánh ơi, cha. Cha sao thế, con gái? Bây giờ cha không thể nói rõ hết với con được. Tóm lại là Hà gia chúng ta sắp bị diệt rồi. Hãy nhớ lời cha. Cho dù hôm nay cha có ra đi trước mặt con, con cũng phải tự bảo vệ lấy mình nha, con gái. Cha, nghe cha này. Nếu con thoát ra ngoài được rồi, thì phải đến Thiên Tân tìm. Mau trốn đi. Mau lên. Nói đi. Bảo vật đang ở đâu? Bảo vật sao?
Sao đã biết rõ mà còn cố hỏi thế? Nổ rồi. Vừa nổ rồi đó. Bộ anh không thấy sao? Nổ tung rồi. Đã tan thành cho bụi. Tan thành cho bụi rồi. Anh im miệng. Anh muốn dùng cách này để qua mặt tôi sao? Không dễ như vậy đâu. Nói đi. Rốt cuộc bảo vật đang ở đâu? Đừng hỏi nữa. Anh đừng hòng lấy được đống bảo vật này. Cả đời này có thể đến cả nhìn cũng không thể nhìn thấy đống bảo vật này đâu. Bây giờ có một thứ giống vậy mà anh có thể lấy được. Cái mạng này của tôi, các anh có thể lấy được đấy. Tới đi. Nổ súng đi. 20 năm sau, ông đây lại là một anh hùng. Nổ súng đi. Bắn đi. Ông nội. Ông nội ơi. Tiểu Bảo. Nói đi. Bọn xấu xa. Thả cháu tôi ra. Thả cháu trai tôi ra. Cho tôi biết bảo vật ở đâu. Tôi sẽ lập tức thả nó ra. Tôi đã nói rồi. Muốn mạng thì có. Muốn bảo vật thì không có đâu. Đừng làm hại ông nội tôi. Không nói chứ gì. Sự. Bọn xấu xa này. Ông ơi. Ông nội, cứu con. Ông nội ơi, ông mau cứu. Quân man dợ. Bọn giặc luôn. Súc sinh. Tôi liều mạng với các người. Dưới giường có người. Ra đây. Nhanh lên, ra đây. Đi. Lão ra. Thả tôi ra. Mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Thủ trưởng. Lửa trong sân càng lúc càng cháy lớn. Có cần dập đi không? Để nó đốt đi. Ít nhất cũng đỡ tốn công. Phải dọn dẹp đống thi thể này. Vâng, thưa thủ trưởng. Lão già ơi. Lão già. Cha. Cha ơi. Tỉnh lại đi cha. Cha ơi. Cha. Đi. Đến Thiên Tân. Tìm Trương Thế Sơn. Báo. Cha ơi. Cha. Ngài Hizo, tiểu thư nhà chúng tôi đâu? Cô ấy sao rồi? Mất rồi. Cái gì? Mất rồi. Mất rồi sao? Đúng.
Tôi đã nói với anh thế nào? Các anh nói mà không giữ lời. Xem ra, cậu Tam Hiệp thật sự vô cùng yêu thích con gái của kẻ thù nhỉ? Tất nhiên rồi. Mặc dù là con gái của kẻ thù, nhưng Tam Hiệp này đã thề độc, đời này chỉ lấy mỗi cô ấy. Ngài Inuka, ngài đừng đùa nữa. Rốt cuộc cô ấy thế nào rồi? Tôi không hề đùa. Cô ta đang ở trong nhà, ở dưới gầm ghế, bình an vô sự. Theo như thỏa thuận của chúng ta, trước khi tìm thấy bảo vật, tôi sẽ lấy thân phận quân Kanto của đế quốc Nhật Bản cho cậu một phần thưởng hậu hĩnh. Sau đó, cậu có thể mang theo người phụ nữ mà cậu yêu cao chạy xa bay, sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Dạ được, cảm ơn ngài Inuka, cảm ơn. Hà Ngọc Ánh, cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Cho dù thế nào thì con vẫn phải sống tiếp. Tìm Trương Thế Sơn báo tiểu thư. Mau, đi với tôi. Cha. Cha ơi. Nhanh lên, Hồng Hà. Một nhà mấy chục mạng người đều bị bọn chúng sát hại cả rồi. Tiểu thư, chỉ còn lại một mình cô thôi. Sau này biết phải làm sao bây giờ? Khóc hoài, tối ngày chỉ biết khóc, nói cái gì hữu dụng chút được không? Tôi khó chịu không được sao? Thích khó chịu thì sang bên kia khó chịu đi. Tiểu thư, bây giờ mà khuyên cô nén đau thương thì chỉ là lời nói thừa. Tam Hiệp tôi, Hồng Hà, tôi hỏi cô vẫn luôn ở cạnh tôi. Làm sao cô biết cả nhà tôi đã bị giết rồi? Tôi nghe Tam Hiệp nói, trong lúc xe đang chạy, lúc đó tiểu thư đã ngủ rồi. Tam Hiệp, làm sao cậu biết được? Bẩm báo tiểu thư, trước đó tôi đưa bột mì với đậu đến thôn Phàn. Trên đường trở về, tôi nghe thấy tiếng súng rất lớn ở trong sân. Tôi sợ quá, vội vàng đánh xe vào sân sau, rồi trèo lên mái nhà. Sau đó tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả. Chờ bọn chúng rút đi là tôi chạy tới cứu cô ngay. Nếu tôi có nửa lời gian dối thì sẽ bị thiên lôi đánh, không có kết cục tốt. Tam Hiệp, đừng nói những lời không may. Tiểu thư, cô làm sao thế? Giống như biến thành người khác vậy. Ánh mắt ban nãy cô nhìn tôi giống như muốn ăn thịt tôi vậy. Người ta thường nói phúc đến thì lòng mới sáng ra. Với tôi mà nói, họa đến lòng mới sáng ra thì hợp lý hơn. Tôi không còn là Hà Ngọc Ánh của trước kia nữa rồi. Tôi sẽ trở thành người mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết là như thế nào. Tiểu thư, cô sao vậy tiểu thư? Để tôi vuốt lưng cho cô. Tránh ra. Tiểu thư ơi. Tiểu thư. Làm sao bây giờ? Tiểu thư, cảm ơn hai người đã cứu tôi. Xin tạm biệt từ đây. Tiểu thư ơi, tiểu thư, cô đi đâu vậy? Người Nhật sẽ còn đuổi theo tôi. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần tôi còn lại một hơi thở, tôi nhất định sẽ báo thù cho cả nhà tôi. Tiểu thư, cô định đi một mình sao? Giờ trời đang tối đen như mực, cô không sợ bị sói ăn thịt sao? Để tôi điên lên tôi ăn luôn cả nó. Nếu hai người còn muốn sống thì đừng có đi theo tôi. Tiểu thư ơi, cô đứng yên đó, không được đi đâu hết, tôi sẽ quay lại ngay. Thủ trưởng, chuyện gì? Bọn họ đã dừng lại nghỉ chân ở bãi săn Mộc Lan, cách nơi đây khoảng chừng 2 dặm. Có vẻ là sáng sớm mai sẽ tiếp tục lên đường. Cử người theo sát chúng chưa? Dạ có, thưa thủ trưởng.
Tiểu thư, cô hãy nghe tôi nói một câu thôi. Một câu thôi. Cậu nói đi. 10 năm rồi. Lẽ nào cô vẫn không hiểu trái tim của tôi sao? Chúng ta lớn lên cùng nhau, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Cô nói hướng đông, tôi chạy hướng đông. Cô chỉ hướng tây, tôi không dám đi hướng bắc. Tôi nghe lời của cô, làm theo ý của cô, là bởi vì tôi thích cô đấy. Được, cô chê tôi không có học thức. Tôi đốt đèn thắp nến để học. Cô chê tôi không biết viết. Tôi đã tập viết trên đất, chẳng kể ngày đêm. Tôi đã thề độc trước mộ cha tôi. Nếu như đời này không thể cưới cô, tôi cũng không thiết sống nữa. Tam Hiệp, này Tam Hiệp, Tam Hiệp, cậu làm cái gì vậy? Bông hoa này, cô vẫn còn ấn tượng chứ? Là tôi lấy trộm từ đống đồ cô đã thêu đấy. Tôi mặc nó vào người là vì để có thể cảm nhận hơi ấm trên người của cô mọi lúc mọi nơi, giống như đang bên cô. Bây giờ tai họa đang ở ngay trước mặt, tôi càng không thể để cô đi một mình được. Tiểu thư, tôi chỉ nói một câu thôi. Cho dù cô đi đâu, tôi cũng sẽ đi theo cô. Tôi cứ muốn đi một mình đấy. Sao cô cứ phải đi một mình chứ? Bởi vì bây giờ tôi không tin bất cứ ai hết, bao gồm cả cậu. Nếu như cậu thực sự thích tôi, thì hãy để tôi đi ngay bây giờ. Được. Vậy thì nhờ cô, dùng cái kéo cô đang cầm trong tay đâm vào trong ngực của tôi đi. Tới đây, ở đây này. Cậu làm gì vậy? Buông ra, đến đây, đâm vào đi. Đây này, buông tôi ra, đâm đi, bỏ tôi ra. Cô không đâm, chứng tỏ trong lòng cô còn có tôi. Giúp tôi trừ khử kẻ thù. Cái gì? Trừ khử kẻ thù. Bất cứ ai, chỉ cần giúp tôi trừ khử kẻ thù, tôi sẽ lấy người đấy. Thật sao? Tôi nói được làm được. Kẻ thù là ai? Hắn ở đâu? Ở Thiên Tân. Trương Thế Sơn. Cái gì? Trương Thế Sơn sao? Tôi hỏi tận 2 lần là Trương Thế Sơn ở Thiên Tân đấy. Cha của Hà Ngọc Ánh trước lúc tắt thở đã nói với cô ấy tìm Trương Thế Sơn báo thù. Nói y như vậy đấy, không sai chữ nào. Trùng hợp quá. Cái gì trùng hợp quá? Không có gì hết. Phải rồi, ngài Inuka, ngày mai làm phiền ngài bảo thuộc hạ của ngài đuổi theo xe ngựa của tôi, hơn nữa nhất định phải đuổi kịp, làm cho Hà Ngọc Ánh hoàn toàn yêu tôi. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ, phần thuộc về tôi, ngài đừng có hòng độc chiếm đấy. Đây chẳng phải là điều kiện tiên quyết để cậu bán đứng Hà Chí Cường sao? Chuyện này cậu yên tâm. Cậu trai trẻ, tôi đánh giá cao cậu đấy. Tương lai chắc hẳn sẽ làm nên việc lớn. Cảm ơn lời chúc của ngài. Cậu cầm cái này về ăn đi. Tôi đi trước đây. Ngài đi đâu vậy? Tôi đi trước một bước. Hai chúng ta gặp lại ở Thiên Tân. Này Tam Hiệp, sao tôi lại nghe thấy tiếng vó ngựa vậy? Tiểu thư, cô bám chắc nhé. Được.
Tiểu thư chạy đi, cứ kệ bọn tôi. Cô mau chạy đi. Anh Tam Hiệp, còn đuổi theo không? Đuổi theo, đương nhiên phải đuổi theo rồi. Đuổi theo, mau lên. Hồng Hà, cô nghe tôi nói, không phải như cô nghĩ đâu. Không như cô nghĩ đâu. Tôi, cậu đừng qua đây. Cậu và người Nhật thông đồng với nhau, sát hại cả nhà tiểu thư. Cậu là người mà lão gia tin tưởng nhất. Sao cậu lại làm ra loại chuyện ác độc đến trường này như vậy chứ? Cậu nói đi. Hai người các cậu đi bên đó, còn lại đi theo tôi. Tiểu thư ở đây nguy hiểm, đi với anh đi. Nào. Rốt cuộc thì anh là ai? Sao anh lại cứu em? Anh là ai không quan trọng. Điều quan trọng là những người Nhật vừa rồi. Tại sao lại đuổi theo em? Chúng đã sát hại gia đình em, còn muốn lấy mạng em nữa. Tại sao? Em không biết. Em không biết gì cả. Cha tôi cả đời này chỉ thích hút nha phiến. Vì nha phiến, cha tôi đã bán hết ruộng đồng, nhà cửa. Vì nha phiến, ông ta đã bán em gái tôi tới kỹ viện ở Xích Phong. Tất cả những chuyện này đều là do tên đốn mặt Hà Chí Cường gây ra. Cô nghe đây, đừng nói đến chuyện cả đời không lo cơm ăn áo mặc, kể cả việc mua một con phố ở Nhiệt Hà thì tôi cũng dư sức làm được. Bảo vật đó có giá trị lắm đó, cô có biết không? Cô biết không hả? Sao thế? Ngựa không chạy được nữa. Xuống ngựa đi. Được. Xuống ngựa đi, đuổi theo.
nhanh nào. Phim được dịch, Thuyết Minh đuổi theo lối kia. Tại Efilm TV. Nhanh lên, đuổi theo, rõ. Chạy nhanh lên, nhanh nào. Cẩn thận. Cúi xuống. Nhanh lên, mau đuổi theo. Lại lên, đi thôi. Tìm kiếm khắp nơi đi. Mau lên. Bên kia. Đứng lại. Mau lên. Hết đạn rồi, đuổi theo. Đi thôi. Nhanh nào. Chạy nhanh lên. Ở bên kia. Nhanh lên, đừng để chúng thoát. Em biết bơi không? Không, em không biết bơi. Nhảy xuống đi, vách đá này cao quá. Nếu không muốn bị bắt, thì nhảy xuống đi. Nhớ kỹ, trước khi xuống nước, tuyệt đối không được thở, biết chưa? Nhảy thôi. Đáng ghét. Anh Yamamoto, có chuyện gì vậy? Thủ trưởng Inuka, trước khi đến Thiên Tân, đã bảo tôi mau chóng nói với anh, đưa mọi người, nhanh chóng, quay về Thiên Tân. Biết rồi. Đi thôi. Khoan đã. Anh Tam Hiệp, tiểu thư nhà chúng tôi đâu? Cô gái đó được một người đàn ông lạ mặt cứu đi rồi. Cái gì cơ? Được một người đàn ông lạ mặt cứu rồi sao? Không phải đó chứ. Các anh là ai vậy chứ? Người Nhật đó. Vậy mà cũng không đánh lại tên đó. Sao thế? Đùa nhau hả? Ngay cả một người phụ nữ cũng không bắt được. Đốn mặt. Anh Tam Hiệp, cô gái đó đã nhảy từ vách đá xuống nước. Chắc là vẫn còn sống. Hẹn gặp lại sau. Trên bờ không thấy sao? Tiểu thư nhà chúng tôi không biết bơi. Câu chuyện tổ tiên tám đời nhà các người. Vào đi. Lão gia, đại thiếu gia đến rồi, nói có việc gấp. Được. Tôi đi trước đây. Anh thay tôi tiếp tục chủ trì cuộc họp đi. Cáo từ. Được rồi, làm việc đi. Lâm Đức. Cha, sao thế? Không thấy Ngọc Ánh đâu nữa. Biến mất rồi sao? Sao có thể biến mất chứ? Chúng con đi thử váy cưới. Có thể em ấy bị bắt cóc ở tiệm áo cưới đó. Văn phòng cảnh sát trưởng xin nghe. Hồ Sinh phải không? Là cha đây. Con đến chỗ cha ngay đi. Nhanh lên, con sẽ đến ngay. Lâm Đức, lần này Ngọc Ánh mất tích, e là lành ít dữ nhiều. Cha đùa đúng không? Có một chuyện
cha vốn không muốn nói với con. Bây giờ xem ra, con nên biết chuyện này. Báu vật trong cung. Bây giờ chắc chắn là người Nhật muốn thu thập manh mối từ con bé. Số báu vật này được cất giấu ở ngân hàng hoàng gia. Cha đã đưa chìa khóa cho con bé. Điều tệ nhất bây giờ đó là chiếc chìa khóa mà con bé cầm trong tay. Bởi vì quy định của ngân hàng, mở kho bạc chỉ nhận chìa khóa, không nhận người. Ba người các cậu nghe cho rõ đây. Hôm nay khi thẩm vấn cô gái đó, nhớ phải cẩn thận cho tôi. Chỉ được phép dọa, không được làm cô ta bị thương. Nếu có ai làm cô ta bị thương thì cẩn thận cái đầu của các người. Vâng, được rồi, đi đi. Hội trưởng Trương, cảnh sát trưởng Hồ, Hồ Sinh, đến ngân hàng hoàng gia ngay. Ngân hàng hoàng gia, cha bình tĩnh đã, từ từ nói. Là thế này, con lập tức phái người đến kho bạc của ngân hàng hoàng gia tuần tra xung quanh. Đã hiểu. Nếu có một cô gái trẻ, cô gái này là ai? Vị hôn thê của Lâm Đức. Vị hôn thê sao? Cô ấy tên gì phải nói cho con biết chứ? Là Hà Ngọc Ánh. Hà Ngọc Ánh. Cảnh sát trường Hồ, lão gia có nhà không? Dạ có, mời vào. Hội trưởng, vẫn chưa có tin tức gì sao? Tạm thời chưa có, người của chúng tôi vẫn đang theo dõi, ông yên tâm. Sau 3 ngày, cô và Trương Lâm Đức sẽ trở thành vợ chồng đúng không? Vậy nếu tôi khiến cô mất đi sự trong trắng, thì đêm động phòng hoa chúc của cô không phải sẽ rất thú vị sao? Đồ súc sinh, anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra. Thả tôi ra. Tránh ra. Tôi nói, để tôi nói. Nói, mau nói đi. Thả tôi ra rồi tôi sẽ nói. Được rồi, tôi sẽ thả cô ra. Nhưng cô nhất định phải nói. Tôi sẽ thả cô. Trói, trói cô ta lại. Con đàn bà điên, cô dám đánh tôi. Cô chờ đấy, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Tôi không tin là không cạy được miệng của cô. Một người đang yên đang lành, sao nói mất tích là mất tích chứ? 3 ngày sau là hôn lễ rồi. Nào là thiệp mời, nào là điện thoại, đã mời cả trăm khách đến nhà rồi. Không tìm được người thì làm sao đây? Tùy duyên thôi, chứ làm sao bây giờ? Con đã nói rồi, đừng lo lắng ở đây nữa. Không chừng nữ sát thủ đó vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến việc gả vào Trương gia chúng ta. Nào. Về chuyện này, cha, không phải con đã nói rồi sao? Cha cho hai người họ kết hôn thì khác nào cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đây chỉ là mong muốn của một mình cha thôi. Con có thể bớt nói vài câu được không? Chuyện rành rành ra đấy mà. Nếu thật sự đúng như cha nói, cô ta bị bắt cóc, thì lẽ ra bọn bắt cóc phải gọi tới từ lâu rồi. Ngài Inuka, mời vào. Lui xuống đi.
Ngài Inuka, tôi đến muộn rồi. Đến trễ là đặc quyền của phụ nữ. Chứ đừng nói đến cậu đây. Không sao, không sao đâu. Rất bình thường. Sao rồi? Mọi thứ không suôn sẻ phải không? Đúng vậy, mọi thứ không thuận lợi lắm. Không tìm ra tung tích của bảo vật bị cướp trước đó. Cô ta chỉ khai là cha cô ta và Trương Thế Sơn là bạn bè thân thiết. Hai người họ là anh em kết nghĩa, vào sinh ra tử. Còn gì nữa? Còn có chuyện là sau khi ra khỏi nhà của Trương gia không lâu, xe của Trương Thế Sơn liền dừng lại. Còn nội dung cuộc trò chuyện đại khái là ôn lại chuyện cũ giữa cha cô ta và Trương Thế Sơn. Nửa đêm ra ngoài, đến trưa ngày hôm sau mới về đến nhà. Một khoảng thời gian dài như thế, chỉ nói chuyện đó thôi sao? Ngài Inuka, ngài đừng nghi ngờ tôi. Tôi chỉ làm theo lời dặn của ngài. Bởi vì không muốn cô ta chịu nỗi đau xác thịt, chúng tôi đã dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Nhưng kết quả thì không có kết quả. Có lẽ là cô ta thật sự không biết. Cảm ơn cậu rất nhiều. Là thế này, mức thù lao mà ngài đã hứa với tôi trước đó, mặc dù kết quả hiện tại không phải như ngài muốn, nhưng số tiền có phần khiêm tốn này. Cậu vẫn mong chờ vào số tiền nhỏ đó sao? Cậu đừng quên, cậu là băng bắt cóc chuyên nghiệp, đáng sợ khét tiếng ở đất Đường Cô đấy. Cậu sẽ để lỡ chuyện tốt như vậy sao? Dựa theo suy đoán của tôi, Trương gia nhất định sẽ chuộc lại người. Dù sao thì Trương gia cũng là nhân vật nước tiếng nhất nhì Thiên Tân. Cậu hiểu chứ? Hiểu. Tôi hiểu rồi. Hiểu rồi. Thì uống trà đi. Uống trà. Kính ngài. Đại thiếu gia, Lâm Đức, cảnh sát trưởng, thế nào rồi? Vẫn chưa có manh mối. Nhưng em đừng lo, người của anh đang điều tra. Xin nghe. Phải. Được, được rồi, chờ, chờ một chút nhé. Lão gia ơi, có người tìm anh. Ai thế? Em không biết. Cách ăn nói rất mờ ám. Anh qua đây nhanh đi. Dữ tợn lắm. Xin chào. Đúng rồi. Là tôi. Cái gì? Ngọc Ánh đang ở trong tay các người sao? Ông nghe cho kỹ đây. Ông là nhân vật có tiếng ở Thiên Tân. Nếu tiền chủ ít thì xấu mặt ông lắm. Chúng ta trao đổi thẳng thắn đi. Cậu nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Một trăm thỏi vàng to. Gì chứ? Một trăm thỏi vàng to. Một trăm thỏi vàng to sao? Có thể ít hơn một chút không? Ông Trương, một trăm thỏi vàng to đối với một người giàu có như ông chắc cũng chẳng là vấn đề đâu nhỉ. Được, tôi sẽ cho cậu. Ông Trương, tôi đổi ý rồi. Cái gì? Hơi ít quá. Thế mà ít sao? 200 thỏi vàng to. 200 thỏi sao? 100 thỏi thì tôi còn cố gắng hết sức giao đủ cho cậu. Đột nhiên cậu tăng lên gấp đôi. Cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi biết tìm đâu ra mà đưa cho cậu. Nếu muốn gặp Ngọc Ánh thì nhanh chóng chuẩn bị đi. Giao dịch lúc nào? Sáng sớm ngày mai thì sao? Ngày mai? Thật là thời gian ngắn như vậy, sao tôi có thể gom được số tiền lớn thế chứ? Tôi không quan tâm là ông có gom được hay không. Được. Ngày mai. Để Trương Lâm Đức nghe điện thoại.
Lâm Đức, con nghe điện thoại đi. Cẩn thận, dù sao thì Ngọc Ánh vẫn đang nằm trong tay hắn. Tôi đây, anh Trương. Anh là ai? Chúc mừng lễ kết hôn 3 ngày sau của anh. Nếu không muốn nhìn thấy một thi thể ngay trong hôn lễ đó thì phải làm theo lời tôi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm như anh nói. Không được báo cảnh sát, càng không được giở trò. Anh nghe cho rõ đây. Tôi là kẻ phạm tội nhiều lần. Chuyện bắt cóc tống tiền tôi rất lành nghề. Đã hiểu. Còn nữa, sau khi chuẩn bị đủ vang, anh lái xe một mình đến đây. Địa chỉ ở đâu? Ngày mai tôi sẽ gọi điện nói cho anh biết. Anh phải đến một mình, không được mang theo bất cứ ai. Đây là yêu cầu. Chỉ cần tôi thấy được vàng, tôi sẽ thả người ngay. Anh cũng nghe cho rõ đây. Tôi có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của anh, nhưng mà anh phải đảm bảo an toàn cho Ngọc Ánh. Anh yên tâm, chúng tôi biết giá trị của vị hôn thê của anh. Vì vậy chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô ta đâu. Ngày mai chờ điện thoại của tôi. Được. Vậy vị hôn thê của tôi, cô ấy bây giờ sao rồi Lâm Đức? Đối phương nói gì? Nhiều lời với cô ta làm gì? Con đàn bà thối, đừng có không biết điều. Khôn hồn thì mau khai ra đi. Nếu không thì chị đại của chúng tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Lần này thưởng thức cô sẽ không bị ai cản nữa. Làm gì vậy? Lại đây. Có phải cậu lại không kiềm chế được bản thân không? Chị ơi, chị đại, tha cho tôi đi, chị đại. Tôi sai rồi. Nói cho các cậu biết, mọi chuyện xong rồi. 100 thỏi vàng to. 100 thỏi sao? Cậu nhỏ tiếng thôi. Vâng, biết rồi. Nói cho các cậu biết, các cậu trông chừng kỹ cho tôi. Chị yên tâm, chỉ cần chuyện này thành công, vinh hoa phú quý nửa đời sau, các cậu sẽ có đủ. Trông chừng cho kỹ đó. Vâng, được rồi, chị yên tâm. Cầm lấy. Đi thôi.
Anh Trương. Chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đừng nói nhảm nữa. Người đâu? Đừng vội tìm người. Tôi vẫn chưa kiểm tra hàng mà. Miễn là hàng hóa không vấn đề gì, tôi sẽ giao người cho anh. Tự xem đi. Chị Đại, sao lại có 4 cái dương vậy? 4 cái dương sao? 200 thỏi vàng to, không chia ra đựng trong 4 cái dương thì các anh khiêng được sao? Hơn nữa một cái dương không thể đựng hết được. Nói cũng phải. Người đâu? Tôi muốn gặp em ấy. Đưa cô ta ra đây đi. Ngọc Ánh, đừng vội như vậy. Hàng không có vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, hàng chuẩn đấy. Ngọc Ánh, em ổn chứ? Em không sao. Nào. Đứng yên, đứng yên. Thật không ngờ. Được, tôi thả cô ra, nhưng cô phải nói cho tôi biết đấy. Dẫn đi, đi thôi. Nhanh lên. Anh Lâm Đức, anh đi với em. Chờ đã. Cảnh sát Trường Hồ, phiền anh về báo bình an cho cha. Xong chuyện này em sẽ về ngay, em yên tâm đi. Đi thôi, nhanh lên. Anh nhanh lên. Ngọc Ánh, em đang tìm cái gì vậy? Tìm thấy rồi. Ngọc Ánh, chìa khóa này để làm gì vậy? Đây là bí mật, em không thể nói cho anh biết. Ngay cả anh cũng không thể nói sao? Cha đã nói, bây giờ em không thể nói cho anh biết, sau này anh sẽ biết thôi. Cha đã nói với anh rồi. Nhưng mà, sau khi em bị bắt cóc, ông ấy bất đắc dĩ nên mới nói cho anh biết. Nếu anh biết hết rồi, sao anh còn hỏi em nữa? Anh phải kiểm tra xem em có giữ được bí mật không. Ngọc Ánh, em không sao là tốt rồi. Tôi đây. Cái gì? Bị bắt rồi sao? Dẫn mấy người đó xuống đây. Đi nhanh lên. Cục Cảnh sát Tô Giới Pháp Thiên Tân. Cảnh sát trưởng,
Giờ sao đây? Khiêng họ vào trong. Còn hai người kia cũng khiêng vào luôn. Vâng, khiêng họ vào hết. Khiêng vào, nhanh lên. Đi thôi.